Miu Miu. Sao đúng giờ vậy? Tặng cho em. Hôm nay là sinh nhật của anh, sao lại tặng quà cho em? Em đích thân làm bếp cực khổ, đương nhiên phải tặng cho em rồi. Ok, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Cảm ơn. Có gì cần anh phụ không? Không cần đâu, em làm được rồi. Anh cứ ngồi đi, em vô bếp lấy chút đồ. Ok. Nè, anh sao vậy? Có sao không? Ok. Anh không sao. Sao ghế của anh bất ổn vậy? Thật sự giống như lần trước em mang giày cao gót vậy. Mới đi đã gãy gót, hại em bị trật chân. Anh không sao là may rồi. Nè, em dìu anh qua bên kia ngồi. Được. Cẩn thận. Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống. Lát nữa sẽ được ăn ngay. Tan 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 tan, sinh nhật vui vẻ. Bánh trung đông nóng hổi mới ra lò. Trí à, em đặc biệt làm cho anh đó. Sao em làm bánh trung đông vậy? Anh Lễ nói mà. Anh nói năm đó anh bừng sinh nhật ở sa mạc, ngồi một mình ăn bánh trung đông rất thê thảm. Anh còn nói rất muốn được ngồi cùng ăn với em. Nếu sau này mỗi lần sinh nhật đều được ăn với em thì hay quá. À, ăn nóng đi. Lần đầu tiên em làm đó, hy vọng anh sẽ thích. Sao lại như vậy? Lần trước ở quán ăn Nhật, đôi giày và cây dù của em, tại sao anh lại bày nhiều trò chứ? Em nói cái gì? Còn muốn chối cãi. Hôm nay tôi đã tới quán ăn Nhật lần trước để ăn trưa. Tôi đã gặp một hầu bàn, chúng tôi nói chuyện một hồi. Tôi đã phát hiện được một điều. Phải, cái dù là do anh làm rách, gót giày do anh cưa. Nhưng anh không ngờ lại làm cho em bị trật chân. Anh chỉ muốn cho em biết, khi em gặp khó khăn, anh sẽ không bỏ đi như lúc trước. Anh muốn em biết anh đã thay đổi. Anh không cần nói gì nữa. Tóm lại anh cũng giống như anh Lễ, bạn của anh đều là lừa đảo. Những gì anh Lễ nói đều là thật. Lúc ở Sahara, đúng là lúc nào anh cũng cầm tấm hình của em. Anh thực sự rất nhớ em. Bộ em có nhắc là anh Lễ nói anh đã cầm tấm hình của em và nhớ em sao? Thực tế anh vẫn giống như 3 năm trước, không thay đổi chút nào. Miu Miu. Miu Miu à. Bây giờ tôi không rảnh, có gì lát nữa hãy nói nha. Chị à, có phải chị không có em là anh em không? Em nhận được tin nói gan lớn tìm đến nhà của chị, cậu làm chị bị thương. Chuyện lớn như vậy chị cũng không nói cho em biết. Tóm lại giá nào tụi em cũng phải làm chút gì đó. Nếu không người ngoài sẽ nghĩ chúng ta thế nào. Nè, bây giờ em đã tới chỗ của chị, 5 phút sau sẽ xuất hiện đừng ở trước mà, nhà chị. Đừng làm vậy. Nè, nè. Nè, tóm lại là đừng có tới đây, tôi lập tức đi gặp anh. Anh Tuyền à, em ra ngoài chút sẽ về ngay. Nè, đi đâu vậy? Mua đồ của phụ nữ. Cậu Kim, hai người này làm cái gì vậy? Càng đỡ đã chém chỉ, tức là chém chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho chị. Đòi lại công bằng. Công bằng. Công bằng. Công bằng. Không cần, không cần đâu. Lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn đã sơ ý rạch trúng tay tôi rất nhẹ. Chị à, chị đừng có sợ. Nếu như vậy mà tụi em cũng không làm chút chuyện cho chị, chúng ta còn là đêm sao? Phải. 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 Đúng rồi. Chúng ta làm sao ăn nói với anh Hậu Nam đi. Anh Hậu Nam. Chúng ta làm sao ăn nói với Quan Dị Ca đi. Phải. Phải. Đúng rồi. Khi ra đi. Chúng ta dùng heo quay bái tế Quan Dị Ca. Hy vọng Quan Dị Ca phù hộ cho chúng ta bình an vô sự, thuận buồm xuôi gió. Mau chóng giúp anh Hậu Nam dương cao ngọn cờ. Sau đó đòi lại công bằng cho chị. Sau khi tế xong, em sẽ chặt vỏ ra chia cho mọi người ăn. Chặt vỏ ra. Chặt vỏ đi. Chặt đi. Chặt ra. Chặt đi. Chặt đi. Chặt nó đi. Chặt đi. Chặt đi. Chặt đi. Chặt đi. Chặt đi. Chặt đi. Họ muốn chặt tiểu tử sao? Chặt nó đi. Chặt đi. Chặt đi. Chặt đi. Anh Tuyền, các người không được làm bậy nha. Tất cả các người lại, sẽ là chặt vỏ của tôi. Chị là vợ của anh. Chị à, những gì hắn nói có phải là thật không? Tức là chị cấm sừng ở đầu của anh Hào Nam rồi.
Em là chị sao? Đừng nói nhiều với hắn. Chém hắn đi. Chém hắn đi. Chém. Bình tĩnh lại. Nóng nảy quá, hãy chỉ là lính lát suốt đời. Mọi chuyện là như vậy, trên danh nghĩa họ là vợ chồng. Tại sao vậy? Chị không có giấy chứng minh ở Hồng Kông, không có giấy chứng minh làm sao có quyền lưu trú, cho nên phải lấy người Hồng Kông. Nếu không làm sao ở lại Hồng Kông đợi anh Hạo Nam vậy chứ? Phải đó, anh Tuyền đã giúp tôi rất nhiều, ảnh là ân nhân của tôi. Nè, ân nhân của chị tức là ân nhân của chúng ta. Mọi người mau chào ông đi. Chào ông Lợn Thiên Chúa. Chào ông. Hả? Tôi là chiếc ông sao? Em có quyền giữ im lặng, nhưng mà những gì em nói sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến niềm tin của anh đối với em. Nè anh hỏi em, tên thật của em có đúng là tên Ngô Nhĩ Ô Tiêu không? Mục đích của em tới Hồng Kông có đúng là vì muốn kiếm tiền đem về quê cất nhà hay không? Lắc đầu tức là không rồi. Em đã vì Hạo Nam. Hạo Nam là ai vậy? Ảnh là người Hồng Kông, tụi em đã quen nhau ở Đại Lục. Ảnh rất tốt với em. Ảnh là vị trí đầu tiên mà em nói sao? Ảnh là người tốt với em nhất trên thế gian này. Em và ảnh thất lạc nhau ở Đại Lục. Em đợi ảnh rất lâu cũng không có tin của ảnh, cuối cùng vẫn vô phương nên em qua Hồng Kông tìm ảnh. Sao em nói không có người thân nào ở Hồng Kông? Tự nhiên kiếm đâu ra người tên Hạo Nam này vậy? Chưa hết, đám người lúc nãy đám hung hăng dữ tợn đó, anh nghe họ kêu em là chị. Sao vậy? Họ là anh em thôn di của ảnh, cho nên mới gọi em là chị. Ôi, Tiểu Tiêu này thiệt là, ban đầu tưởng đâu em là người ở Tân Cương tới, ngây thơ hiền lành, thì ra em che giấu nhiều chuyện, giấu luôn cả anh nữa. Ôi, em cũng lợi hại lắm, một thân một mình kế lấy chồng Hồng Kông dởm như vậy em cũng nghĩ ra. Cũng may em gặp anh thôi, nếu em gặp người khác chưa kịp tìm bạn trai của em đã tiêu tan hết rồi. Anh Tuyền à, anh không trách em sao? Trách em cái gì? Trách em tình cảm sâu sắc sao? À khoan đã, đám anh em ở thôn gì đó của em có biết chuyện hôm đó xảy ra ở Nếu Như Yêu của chúng ta hay không? Tức là nếu như em nói cho anh biết, hôm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì hết. Hả? Chỉ là hiểu lầm thôi. Không phải chứ, không xảy ra chuyện gì chỉ là sự hiểu lầm. Em có biết anh buộc phải ly dị cũng vì chuyện hôm đó không? Anh ra nông nổi như bây giờ cũng vì chuyện xảy ra hôm đó thôi. Bây giờ em nói như vậy không xảy ra chuyện gì hết. Em gạt anh, em giỏi lắm, anh không buông tha cho em đâu. Anh báo cảnh sát bắt em giải về Đại Lục. Cái dù kiện luôn anh đám cưới giả cũng được nữa, anh cũng chết chung với em. Anh Tuyền à, anh hiểu lầm rồi. Ý của em là em muốn nói là em nói rất rõ với anh em ở thôn Di là giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là vợ chồng giả thôi. Tiểu Tiêu à, em nói chuyện đừng có lấp la lấp lửng nữa có được hay không vậy? Muốn hù chết anh sao? Anh biết em là đứa thông minh, em sẽ không khai anh ra có đúng vậy không? Nếu em khai anh ra, đám anh em ở thôn Di của em chắc chắn sẽ chém chết anh liền đó. Tiểu Tiêu à, anh biết em đã về anh, đã che giấu nhiều chuyện lắm rồi. Cẩn thận em, anh nhất định trả ơn cho em. Em cứ về ở lại đây đi, cứ về ở lại đây đi ha. Đợi anh Hạo Nam của em trở về. Hả? Em đừng lo cho anh không đuổi em đi đâu. Hả?